nam em bất ngờ thừa nhận quá khứ từng gặp nhiều đại gia. Những ngày vừa qua, nam em là cái tên nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, đặc biệt là những buổi livestream đối chất với anti-fan. Mới đây, trong một livestream, nam em bất ngờ tiết lộ từng quen nhiều đại gia trước khi gặp và yêu bạn trai doanh nhân hiện tại. Nam em kể, bạn trai hiện tại cưng chiều cô hết mực. Cưng lắm mọi người, ổng đội mình lên như là một nữ hoàng vậy đó, mà yêu những người đó giống như tìm được vàng vậy đó. Còn cặp đại gia thì ngày xưa nam em cũng gặp nhiều mà, nhưng không có sướng đâu, ví dụ vui người ta kêu bằng em, còn buồn thì người ta kêu bằng. Nam em chia sẻ. Theo đó, nam em thừa nhận quá khứ từng quen nhiều đại gia, nhưng tùy theo cảm xúc mà cô được đối xử khác nhau. Nam em nói thêm, thấy vậy thôi chứ phong bạt, không có sung sướng đâu. Vậy nên hãy chọn người thật lòng với mình, đừng chọn người phong bạt. Còn nếu mà phong bạt, thật lòng và tử tế thì như tìm được vàng rồi. Đừng vì phong bạt bề ngoài mà nhảy vô ăn cho hết thì mệt lắm. Mà chưa chắc đó là tiền của họ nữa mà là tiền ngân hàng, mình ăn cho hết rồi trả nợ đó. Những chia sẻ của nam em đã khiến cư dân mạng bất ngờ bởi đây là lần hiếm hoi nam em tiết lộ về những câu chuyện tình cảm trong quá khứ đến khán giả. Trước đó, sau khi công khai bạn trai doanh nhân, nam em nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Song người đẹp bỏ ngoài tai những bàn tàn, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng sắp cưới. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.